Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Thôi Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một cây kem hình chú Kỳ Lân. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh nhé. Mình sẽ tô màu vàng cho cả những bông hoa ở phía trên đầu của con Kỳ Lân này nhé. Tiếp theo là màu đỏ. Theo màu tím cho cái phần đấy. Cái sừng của chú mình nhá. Mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây vào luôn để trang trí cho chiếc áo mà bác hướng dẫn này đang mặc. Ok, tô màu tím cho cái phần này. Tiếp theo là mình sẽ tô màu xanh cho cái lá. Thêm một chút màu cam cho chiếc áo này đấy nhá. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ. Tiếp theo mình sẽ tô màu vàng cho cái kem này nhá, cái mặt của chú Kỳ Lân. Và để tô màu cho đôi giày mà bác nông dân này đang đi thì mình sẽ sử dụng màu nâu nhá. Tiếp theo mình sẽ tô màu tím cho cái phần phía dưới này. Mình sẽ sử dụng thêm màu tím để trang trí cho chiếc xẻng và bác nông dân này đang cầm trên tay. Tiếp theo mình sẽ tô màu nâu cho cái phần ốc quế ở phía dưới nhé. Mình sẽ thêm màu xanh cho những cái cây mà bác nông dân này đang trồng nhé. Theo màu xanh là dương. Và bức tranh về bác nông
dân đã trồng những cây cây trồng cây này đã được mình tố vào và hoàn thành xong rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết chương trình của trong kênh này của mình. Thế thì lại cho mình một like, đăng ký kênh và một chuông để nhận được những thông báo mới nhất về video trên kênh YouTube của mình. Bye bye. Video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Xin chào.